Nhiều chị em thấy người khác dùng collagen, da căng bóng, tươi trẻ nên mình cũng đầu tư hàng đống tiền. Tuy nhiên thì nhìn người ta da càng ngày càng đẹp, còn mình thì chẳng có thay đổi gì. Nguyên nhân đó chính là do chị em mình chưa hiểu rõ về tác dụng và cách sử dụng collagen đấy. Bởi vậy trong video này thì bác sĩ sẽ chia sẻ tất tần tật về collagen giúp chị em mình có một làn da căng bóng trẻ hơn tuổi mà còn tiết kiệm chị em nhé. Trước khi chúng ta bắt đầu vào video ngày hôm nay, các bạn hãy dành chút thời gian ấn vào nút đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn và nhận thêm nhiều kiến thức giúp bạn chăm sóc da của mình được tốt hơn. Trước khi dùng collagen để trẻ hóa da thì chúng ta cần hiểu collagen là gì thì chúng ta mới có thể dùng đúng cách được. Collagen thực chất là một loại protein, cũng chính là một loại đạm mà chúng ta thường bổ sung hàng ngày qua những loại thực phẩm như là thịt cá. Và bản chất của protein sẽ được cấu tạo từ nhiều loại amino acid, và những amino acid này sẽ gắn với nhau tạo thành chuỗi và hình thành collagen. Collagen có ở rất nhiều nơi trong cơ thể của chúng ta như là ở da, gân và cơ xương khớp. Ở da của chúng ta thì collagen sẽ nằm sâu trong lớp trung bì và đóng một vai trò rất quan trọng trong việc là nâng đỡ, tạo độ đàn hồi trên da. Có một điều mà chị em cần biết, đấy chính là sau 25 tuổi trở đi thì da của chúng ta sẽ mất 1-2% collagen mỗi năm. Điều này giải thích cho việc tại sao khi chúng ta bước qua 30 tuổi thì sẽ thấy trên da của chúng ta xuất hiện rất là nhiều nếp nhăn và da của chúng ta bị chảy xệ. Chính vì vậy, chị em nào uống collagen từ sớm thì sẽ giúp da của chúng ta săn chắc, da ẩm mềm mịn và giảm nếp nhăn, từ đó làn da của chúng ta sẽ trẻ hơn. Tuy nhiên có một số chị em chia sẻ với bác sĩ đó là khi mà mình uống collagen mãi mà da không cải thiện thì có một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, đó là các bạn chọn sai loại collagen này, dùng hàm lượng collagen không phù hợp. Bởi vậy dưới đây bác sĩ sẽ hướng dẫn chị em chi tiết cách dùng collagen thế nào để hiệu quả. Collagen như một cái bộ khung nâng đỡ cho làn da của chúng ta, nó có nhiều tác dụng tốt mà giá thành cũng cao, không hề rẻ đâu các bạn ạ. Nên nếu chúng ta bổ sung không đúng cách thì sẽ không có hiệu quả. Để lựa chọn được loại collagen phù hợp thì trước tiên chị em mình phải lựa chọn những loại collagen từ những cái thương hiệu uy tín trên thị trường. Từ đó thì mình mới an tâm về cái độ an toàn và hiệu quả của sản phẩm. Có thể bạn chưa biết, có rất là nhiều type collagen khác nhau, nhưng chủ yếu ở da thì sẽ là collagen type 1 và type 3. Bởi vậy khi chọn collagen thì các bạn hãy nhìn bảng thành phần xem collagen type gì để chúng ta có thể lựa chọn được sản phẩm phù hợp. Để cơ thể dễ dàng hấp thu collagen thì chị em mình nên chọn những loại collagen peptide, nghĩa là collagen đã được phân cắt thành những cái phân tử rất nhỏ. Như vậy thì cơ thể của chúng ta sẽ dễ dàng hấp thu và sẽ có hiệu quả hơn. Collagen tốt như vậy không có nghĩa là chúng ta uống càng nhiều càng tốt, hoặc chúng ta sử dụng với một cái hàm lượng quá thấp thì cũng sẽ không thấy da cải thiện. Vì vậy hàm lượng phù hợp cực kỳ quan trọng. Trong những cái nghiên cứu cho thấy là để đẹp da thì chúng ta cần phải bổ sung collagen khoảng 2,5 đến 15 gram trên ngày. Tùy thuộc vào độ tuổi, tình trạng da thì chúng ta sẽ bổ sung cái liều lượng phù hợp. Nếu như chị em nào ở cái độ tuổi từ 25 đến 30, chúng ta chưa có sự rõ ràng về những cái dấu hiệu lão hóa ở trên da thì các bạn có thể sử dụng với hàm lượng thấp là từ 2,5 đến 5 gram trên ngày. Còn các chị nào mà từ 40-50 tuổi trở đi, da của chúng ta lão hóa nhiều, có nếp nhăn và da của chúng ta chảy xệ nhiều thì chúng ta hãy dùng hàm lượng cao hơn là từ 10 đến 15 gram trên ngày. Và các bạn cần phải uống kiên trì liên tục trong 3 tháng thì mới có hiệu quả trên da nhé. Uống collagen lúc nào là tốt nhất? Collagen bản chất là protein, vậy chị em có thể uống vào lúc nào cũng được, kể cả buổi sáng, trưa hay là tối. Tuy nhiên ở trên thị trường có những loại collagen thêm cả thành phần vitamin C thì các bạn sẽ thấy là chúng ta nên uống buổi sáng và buổi trưa nhé. Còn những loại collagen mà không có vitamin C thì chị em mình cũng có thể là uống trước khi đi ngủ khoảng 30 phút. Đây là thời điểm mà cơ thể diễn ra quá trình trao đổi chất và tái tạo tế bào da mới tốt nhất. Có bạn lo lắng rằng uống collagen thì có tác dụng phụ gì không? Collagen được xếp vào loại thực phẩm chức năng nên hầu như sẽ không có tác dụng phụ gì đáng kể. Như chị em đã biết thì collagen có trong những loại thịt, cá, xương hoặc da, và những loại thực phẩm này chúng ta đều ăn hàng ngày và ăn cả đời nên là các bạn
không cần lo lắng về tác dụng phụ quá nhiều đâu nha. Ngoài ra thì còn có một số chị em nhắn với bác sĩ là mình sợ uống collagen là bị nóng này hoặc bị nổi mụn, nhưng cái điều này thì nó không hề có căn cứ, bởi vì thực chất collagen là một loại protein mà chúng ta cũng uống với cái hàm lượng rất thấp nên không thể nào mà gây ra mụn trên mặt được. Nên chị em mình cũng không cần quá lo lắng khi sử dụng. Còn nếu chị em nào mà đang dùng collagen cảm thấy cơ thể mình có vấn đề gì thì mình có thể là ngưng sử dụng luôn. Chúng ta cũng có thể tìm đến sự giúp đỡ và tư vấn của chuyên gia hay bác sĩ da liễu để có thể bổ sung collagen được hiệu quả. Hy vọng rằng video này sẽ giúp chị em hiểu được cách uống collagen thế nào để có tác dụng trên da của mình, tránh lãng phí và chúng ta mất nhiều thời gian hơn, giúp chị em mình có một làn da trẻ hóa và đẹp hơn mỗi ngày. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa, hãy chia sẻ nó đến với nhiều người hơn. Và đừng quên là đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo của bác sĩ nhé. Bạn nào cần tư vấn thì có thể nhắn tin cho bác sĩ qua fanpage Bác sĩ Mão Phượng. Bác sĩ luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.